đường trải dài là hoa, hoa chả đẹp bao đẹp. Đây là nguyên con đường Hòa Phượng luôn, một tuyến đường mới, họ mới có tên đường trong những tháng qua là đường tại khu vực khu quy hoạch Bầu Vả mọi người. Dạ, Yên Vui xin chào tất cả mọi người. Sáng nay chúng ta tiếp tục thăm Huế. Hà Văn Chúc, tuyến đường mang tên là Hà Văn Chúc tại khu quy hoạch Bầu Vả. Dạ, Huế sáng hôm nay trời nhiều mây, có thể có mưa giông. Dạ, như ngày hôm qua hôm trước buổi trưa tự nhiên có trổ mưa khá là lớn. Bầu trời âm u rồi bầu trời lại nắng. Đang đi thì như có cuộc điện thoại cho nên là em vừa phải dừng lại nói điện thoại xong thì trời vừa nặng lên luôn. Dạ, lúc này cũng 9 giờ sáng đây mọi người. Ngày hôm nay là ngày 29 tháng 5 năm 2023. Dạ, nhiệt độ Huế cũng từ 25 đến 32 độ C thôi. Ngày hôm nay qua ngày mai ngày kia là đợt nắng nóng tiếp theo, sẽ có đợt nóng tiếp tục diễn ra tại Huế mọi người. Sáng nay ngang qua phố chợ mà tại khu quy hoạch có đi ngang thấy cái đường hoa đẹp quá, ghi hình cho bà con thăm. Và đây là hồi xưa là cái hồ Rấu Rắm từ của lịch đời ấy, mọi người. Nếu như bà con đi từ đường Bùi Thị Xuân rẽ vào đường Tôn Thất Tùng á, là khu vực gì gá đi lên đây chưa tới Câu Lô thì rẽ trái vào đây là vào đường lịch đời. Nhưng ở đây năm xưa là hồ Huế Ruộng, hồ Rấu Rắm, và bây giờ là một cái khu quy hoạch lớn mười mấy năm, 20 năm trở lại đấy rồi. Dạ, chúng ta đang đi ra hướng Bùi Thị Xuân. Dạ, sẽ đi ngang qua khu vực ráy, đường ráy Ghi Bắc, khu vực có đường sắt sau lưng ga đó mọi người. Đây buổi sáng có khu họp chợ của bà con mà. Sân ga từ phía sau đường sắt. Bầu trời thì nói chung mấy ngày nay như người ta hay gọi là trời á, tự nhiên buổi trưa là lại có cơn mưa giông. Dạ, trưa hôm qua là như cũng mưa xối xả được một lúc khoảng 30 phút từ 10 giờ 30 sáng đến 11 giờ mọi người, rồi trưa lại nắng. Vòng xuyến Bùi Thị Xuân chúng ta lên cầu Giả Viên qua bờ bắc của sông Hương. Mùa này thì ra đường cả cây cầu thì đều có những cái rất là nhiều là cơ của Phật giáo, cơ Tổ quốc rực rỡ trên cả cái tuyến đường có cầu. Mùa Phật đản ngày hôm nay cũng là ngày 11 rồi. Chuẩn bị rằm tháng 4.
sen nở, mùa Phật đản lại về. Ở bầu trời thì có đoàn nắng gắt, mà có đoàn thì nhiều mây, chúng ta đi trong tầm mây thì nó tối luôn. Cầu Già Viên sáng nay, hôm nay cũng là ngày đầu tuần. Chúng ta hướng lên Kim Long. Đầm mây rất là mát. Đây tuyến đường Kim Long mọi người nha. Kim Long sáng nay. Bầu trời xanh trong, nhìn về hướng Tây. Cổng Cửa Phụ. Bên bờ sông thì rất nhiều cái hoa phượng nở rộ. Như vậy là Huế có được gần như là một tuần là nhiệt độ có giảm đi, 35-33 độ C kéo dài được một tuần. Và như vậy là qua ngày mai ngày kia là đợt nắng nóng tiếp theo sẽ xảy đến. Và 8-39 độ C đó mọi người, những ngày tới cũng kéo dài, cũng chưa biết đến ngày nào kết thúc đợt nắng nóng tiếp theo. Huyền Anh đặc sản Kim Long. Đặc sản Huế, bún thịt nướng. Thì hình ảnh về ngày mới cũng là cập nhật thông tin để bà con biết thêm thời tiết ở Huế. Rồi yên vui sẽ gửi đến những hình ảnh Huế cũng như đi thăm bà con trong những video tiếp theo của ngày mới. Hy vọng mọi người thăm Huế mỗi ngày, mời cùng biết thêm Huế, tình hình thời tiết. Hôm nay ngày 29 tháng 5 thôi, ngày cuối tháng. 29 tháng 5 năm 2023. Nhiệt độ từ 25 đến 32 độ C cho ngày hôm nay. Bầu trời khá là mát mẻ.
ta vừa đi qua công trình cầu vượt sông Hương Nguyễn Hoàng đã làm đó mọi người. Và tiện để biết thêm về tình hình và đời sống bà con như răng, hy vọng mọi người khi xem thì cũng đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video mới của Yên Vui nhé. Dạ. Còn bây giờ Yên Vui xin chào hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Và tình hình ngày mới thì nhiệt độ 32 độ C thì chắc cũng một dễ chiều ở Huế trong ngày hôm nay. Dạ. Yên Vui xin chào hẹn gặp lại mọi người.